kêu một cái. Cũng ở Hải Phòng luôn. Ok. Đó, có phải được. Không ngó. Không bây giờ cả. Không nhau một cái. Chẳng ai mấy mét. Nó là đúng, nó là một ok. Trong đánh khu ăn tiếng hoặc là ở gần Neon. Khu đấy bây giờ nó đang ở quanh khu đấy bây giờ nó còn ăn đi, ăn đi. Thương mại với cả tất cả các tòa nhà các thứ. Ok. Đông lắm. Hoa. Có. Ok. Ở chỗ đấy là nó gần như là bây giờ tiềm năng nó đẹp nhất ở Hải Phòng. Nó mồm đi. Xe cổ ô tô okay. Thì thơm một cái. Còn cái nhà trước thì thơm một cái. Ô tô thì nó chỉ vào lúc trong một tí thôi. Thơm cái nước ở nhà. Ê xời, anh nhìn thấy rất hợp tác. Thơm một cái. Thơm. Bây chơi đi con. Bây chơi đi. Mà tính mà bốn mà ấy quá mà thơm một vào mà mình lại phải hay mượn hết đâu.